Trong bài xã luận trên tờ Wall Street Journal, các doanh nhân Elon Musk và Vivek Ramaswamy đưa ra kế hoạch cắt giảm hàng loạt với chính phủ Mỹ. Musk và Ramaswamy sẽ đứng đầu một ban cố vấn về hiệu suất chính phủ DOGE trong chính quyền Trump 2.0. Hai chúng tôi sẽ tư vấn cho DOGE để theo đuổi ba loại cải cách chính, bãi bỏ quy định, cắt giảm hành chính và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi sẽ tập trung đặc biệt vào việc thúc đẩy thay đổi thông qua hành động điều hành dựa trên luật hiện hành thay vì thông qua luật mới. Họ lập luận rằng việc cắt giảm các quy định sẽ dẫn đến tỷ lệ cắt giảm tương ứng đối với lực lượng lao động của chính phủ. Hai người viết trong bài xã luận. Việc cắt giảm mạnh các quy định liên bang cung cấp logic hợp lý cho việc cắt giảm biên chế hàng loạt trên toàn bộ bộ máy quản liêu liên bang. Đối với các biện pháp bảo vệ có khả năng ngăn ông Trump sa thải công chức liên bang, ông Musk và ông Ramaswamy cho rằng mục đích của các biện pháp này là bảo vệ nhân viên khỏi sự trả đũa chính trị, nhưng luật cho phép giảm biên chế mà không nhắm vào những nhân vật cụ thể. Luật này trao thêm quyền cho Tổng thống quy định các quy tắc quản lý, quyền hạn đó rất rộng. Theo Reuters, các công chức chính phủ Mỹ đang huy động lực lượng trước nguy cơ cắt giảm hàng loạt. Họ được cho là thuê luật sư và chuẩn bị các chiến dịch công khai, đồng thời hy vọng quốc hội sẽ vào cuộc. Bài xã luận dường như muốn giải quyết sự hoài nghi về khả năng thay đổi của ông Musk và ông Ramaswamy. Là một ủy ban bên ngoài chính phủ, họ sẽ bị giới hạn ở năng lực cố vấn nghĩa là Ủy ban có thể phải đối mặt với nhiều trở ngại từ bên trong nhánh hành pháp cũng như Quốc hội, các chuyên gia nói với The Hill. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết của ông Musk với Tổng thống đắc cử có thể có ảnh hưởng. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch của ông Trump, đóng góp hàng triệu đô la Mỹ cho nhóm hành động chính trị PAC ủng hộ ông. Kể từ chiến thắng quyết định của ông Trump trước Phó Tổng thống Harris vào đầu tháng này, ông trùm công nghệ tỷ phú như hình với bóng, cùng tổng thống đắc cử, ông cũng được nhắc đến trong bài phát biểu chiến thắng của ông Trump. Tỷ phú Musk cũng dành phần lớn thời gian của mình tại khu nghỉ dưỡng Palm Beach, Florida trong hai tuần qua, được cho là để cân nhắc các lựa chọn nội các của ông Trump và tham dự các cuộc họp bao gồm cả các cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới. Phát biểu trong chuyến thăm Lào mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quân đội Nga đã chuyển từ việc sử dụng lực lượng cơ giới sang tập trung vào bộ binh ông austin phát biểu họ không còn sử dụng lực lượng cơ giới làm mũi nhọn nữa mà thay vào đó là các lực lượng bộ binh để mở đường cho cơ giới đồng thời cho rằng việc này khiến ukraine cần các loại vũ khí có thể làm chậm bước tiến của nga trước đó tờ washington post dẫn các nguồn tin quan chức mỹ cho biết lầu năm góc tin rằng việc cung cấp mìn chống bộ binh là cách hữu ích nhất mà chính quyền tổng thống joe biden có thể giúp ukraine Quyết định đảo ngược chính sách cấm sử dụng mìn của ông Biden diễn ra ngay sau khi Washington chấp thuận việc cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga, điều mà Kiev đã yêu cầu từ lâu. Động thái này được cho là nhằm hỗ trợ Ukraine đạt ưu thế trên chiến trường trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Hai quan chức Mỹ giấu tên sau đó cũng đề cập thông tin tương tự với Reuters. Các quan chức nói rằng mìn chống bộ binh của Mỹ sẽ chạy bằng pin và không thể kích nổ khi đã cạn pin do đó sẽ tự động vô hiệu hóa sau một khoảng thời gian nhất định và giảm nguy cơ gây thương vong dân thường trong tương lai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, trong vòng 2 tuần, nếu không phát nổ, số mìn này sẽ trở nên vô hại. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Ukraine vẫn cần thực hiện các nhiệm vụ giả phá bom mìn chưa phát nổ khi chiến sự kết thúc. Trong hai năm qua, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một số loại mìn chống tăng, nhưng đây là lần đầu xuất hiện thông tin Washington viện trợ mìn chống bộ binh cho Kiev. Những người ủng hộ quyết định nhấn mạnh cung cấp mìn chống bộ binh là cần thiết để giúp làm chậm đà tiến công của quân đội Nga, tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine tổ chức phòng thủ hiệu quả hơn. Quyết định cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine nằm trong gói viện trợ trị giá 275 triệu đô la Mỹ, bao gồm cả hệ thống tên lửa HIMARS, tên lửa Thao và vũ khí hạng nhẹ. Hiện tại, cả Moscow và Kiev đều đang tăng cường các động thái để giành ưu thế trước khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Một đoạn video được cơ quan báo chí của lữ đoàn 63 của Ukraine công bố cho thấy, thiết bị tác chiến điện tử vô tuyến đã cứu một xe tăng của lữ đoàn này khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV. Chiếc xe tăng rất có thể là T-72, khi đó đang hoạt động trong khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Hành tung của nó đã được quan sát và có thể đã được chỉ đường bởi một máy bay không người lái dạng quadcopter của Ukraine. Hình ảnh sau đó ghi lại khoảnh khắc tiếp cận cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV do Nga chế tạo. Khi tiếp cận xe tăng Ukraine, chiếc FPV này đã bị mất liên lạc với người điều khiển, rơi xuống đất và phát nổ. Đại diện lữ đoàn 63 không nêu chi tiết thiết bị tác chiến điện tử EVK nào đã hạ cánh máy bay không người lái của đối phương. Có thể cho rằng đó là một tổ hợp phức tạp được tích hợp trên chính chiếc xe tăng này. Cần lưu ý thêm rằng công ty Kravets gần đây đã phát triển một khung gầm xe bán tải để tích hợp với hệ thống tác chiến điện tử AD Kraken U+ thế hệ mới. Với mục đích này, thiết bị EVK quần tay AD Kraken U+ mạnh mẽ nhất của công ty đã được chọn và điều chỉnh để lắp đặt trên nóc xe bán tải. Việc kiểm soát hệ thống và cung cấp điều kiện làm việc đã được hoàn chỉnh. Để duy trì năng lượng cho nó, một cục pin có dung lượng 300 Ah đã được lắp trong cốp xe. Hệ thống tác chiến điện tử nhỏ gọn này có khả năng chống lại máy bay không người lái, vẫn được dùng để thả đạn hay FPV cảm tử, các mẫu phổ thông như Mavic, Autel. Tác chiến điện tử được xem là yếu tố then chốt trong các cuộc xung đột trong tương lai và bằng chứng rõ ràng là những gì đang diễn ra trên chiến trường Ukraine. Các hệ thống tác chiến điện tử có nhiều kích thước và hình dạng, từ thiết bị bỏ túi, các mảng radar và máy thu phát gắn trên xe tải cho đến các hệ thống trên không hoặc tàu chiến. Trên chiến trường, các lực lượng tác chiến điện tử của Ukraine và Nga đã tạo ra nhiều cuộc đối đầu kịch tính, liên tục gây nhiễu các hệ thống của nhau. Không gian là môi trường hỗ trợ các hoạt động thông tin liên lạc, tình báo, giám sát, trinh sát, dẫn đường và xác định mục tiêu. Trong môi trường ấy, cả Nga và Ukraine đều ra sức gây nhiễu các liên kết dữ liệu và tín hiệu định vị toàn cầu GPS. Xung đột Nga Ukraine chứng kiến lần đầu tiên các bên đưa máy bay không người lái vào sử dụng một số lượng lớn, do đó, gây nhiễu điện tử và vũ khí năng lượng định hướng đã được tận dụng tối đa. Khi xung đột Nga Ukraine chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết thì một điểm nóng khác một lần nữa cho thấy sự hữu hiệu của các hoạt động tác chiến điện tử. Theo KF Independent mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề trình lên Quốc hội Mỹ đề xuất xóa khoản nợ viện trợ kinh tế khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Matthew Miller, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Biden đang thực hiện quy trình trong luật để hủy bỏ các khoản vay của Ukraine gói hỗ trợ an ninh 61 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ phê duyệt cho Ukraine bao gồm 10 tỷ đô la Mỹ viện trợ kinh tế dưới dạng cho vay. Các điều khoản trong gói này cho phép tổng thống xóa 50% khoản nợ. Ông Mueller cho biết, Quốc hội Mỹ vẫn có thể chặn động thái này. Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc không chấp thuận xóa nợ cho Ukraine do thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul đề xuất. Ông là người thường xuyên không đồng tình với các khoản hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, phần lớn các thượng nghị sĩ từ cả hai đảng đều ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Trong nỗ lực cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, chính quyền ông Biden đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 275 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine. Gói này gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, hệ thống phá phản lực cơ động cao, đạn pháo, tên lửa Javelin và các loại vũ khí nhỏ khác. Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với khoảng 50 đồng minh và đối tác thông qua nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine để đáp ứng các nhu cầu cấp bách của Kiev trên chiến trường. Hai quan chức chính quyền cho biết, Mỹ đang gấp rút phân phối khoảng 6 tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh còn lại trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức bởi lo ngại dòng viện trợ vũ khí sẽ bị dừng khi ông Trump lên nắm quyền. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Chính quyền Biden đã cam kết củng cố sự ủng hộ cho Kiev trước khi chuyển giao quyền lực. Tờ báo Frankfurter Allgemeine zeitung FAZ, đưa tin quân đội Đức đã bắt đầu hướng dẫn các doanh nghiệp, người dân cách chuẩn bị và ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột giữa NATO và Nga. Theo bài báo, quân đội đang cung cấp các khóa hướng dẫn tự vệ cho các công ty trong trường hợp Moscow và NATO gia tăng căng thẳng theo kế hoạch hành động của Đức vừa được các nhà lập pháp phê duyệt. FAZ tiết lộ kế hoạch này hướng đến việc bảo vệ các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trước nguy cơ bị tấn công. Kế hoạch cũng đưa ra các biện pháp mà doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện để hỗ trợ hoạt động quốc phòng. Bài báo nhấn mạnh nếu giao tranh nổ ra ở sườn phía đông của NATO, Đức có thể trở thành nơi vận chuyển hàng trăm nghìn binh sĩ về khu vực đó cũng như là nơi cung cấp thiết bị quân sự, thực phẩm và vật tư y tế. FAZ cho biết, quân đội Đức đang kêu gọi các doanh nghiệp lập kế hoạch cụ thể cho nhân viên và đảm bảo khả năng tự cung cấp thông qua máy phát điện diesel hoặc tô bin gió. Trung tá John Plicker, Trong một cuộc họp gần đây tại phòng thương mại Hamburg, đưa ra lời khuyên cho các công ty. Cứ mỗi 100 nhân viên, hãy đào tạo ít nhất 5 tài xế xe tải dự phòng, do 70% xe tải trên đường ở Đức hiện do người đồng Âu lái. FAZ cũng cho biết quân đội Đức, ra lệnh cho tất cả các đơn vị chỉ huy ở cấp bang tổ chức các cuộc họp hướng dẫn trên khắp nước Đức. Song song với đó, một số quốc gia Bắc Âu đã công bố thông tin tư vấn cho người dân về cách chuẩn bị đối phó trước một cuộc xung đột có thể xảy ra hoặc các cuộc khủng hoảng bất ngờ khác. Theo hãng tin Reuters, trong tuần này, Thụy Điển sẽ bắt đầu phát hàng triệu cuốn sổ nhỏ có tên trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh. Cuốn sổ năm nay có kích thước gấp đôi so với phiên bản trước, bởi chính phủ Thụy Điển nhận định tình hình an ninh đang xấu đi do xung đột ở Ukraine. Giám đốc cơ quan ứng phó sự cố dân sự Thụy Điển Mikael Frisell nhấn mạnh, tình hình an ninh rất nghiêm trọng và tất cả chúng ta cần tăng cường khả năng chống chịu để đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau và trên hết là xảy ra một cuộc xung đột. Các khuyến nghị ở Thụy Điển bao gồm dự trữ đủ lương thực và nước uống trong 72 giờ và đề xuất người dân tích trữ khoai tây, bắp cải, cà rốt, trứng. Trong khi đó, Phần Lan đã ra mắt một trang web mới về cách chuẩn bị cho các sự cố và khủng hoảng. Ngoài ra, người dân Na Uy cũng được phát các cuốn sổ nhỏ kêu gọi mọi người chuẩn bị để tự xoay sở trong một tuần nếu xảy ra thời tiết khắc nghiệt, chiến tranh hoặc các mối đe dọa khác. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga, Anton Siluanov cho biết, nước này đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp tương tự để trả đũa hành động tịch thu tài sản của Nga của các nước phương Tây trong thời gian qua. Theo đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia One, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga cho biết Nước này sẽ sử dụng các khoản thu nhập từ tài sản bị đóng băng của các nhà đầu tư phương Tây tại Nga. Các biện pháp này sẽ được thực hiện để đáp trả các hành động không thân thiện trước đó từ các nước phương Tây. Ông nói, chúng tôi đang làm chính xác như vậy, nếu các nước phương Tây quyết định sử dụng tài sản và các khoản thu nhập từ tài sản của chúng tôi, phía Nga cũng sẽ thực hiện các hành động thích hợp. Ông nêu rõ, do đó chúng tôi cũng đã đóng băng các nguồn lực của các nhà đầu tư phương Tây, những cá nhân tham gia thị trường tài chính phương Tây và các công ty liên quan. Thu nhập từ các tài sản này cũng sẽ được sử dụng. Tuy ông Anton Siluanov không nêu cụ thể tổng số lượng tài sản phương Tây do Nga nắm giữ hiện nay, nhưng theo một số thông tin từ được hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa ra, thì lượng tài sản đang nắm giữ có quy mô gần như tương tự với các khoản của nước này bị đóng băng ở nước ngoài. Hãng thông tấn này cho biết, tính đến cuối năm 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của EU, G7, Australia và Thụy Sĩ đổ vào Nga lên tới 288 tỷ đô la Mỹ, Trước đó, Mỹ và các nước đã đóng băng số tài sản của Nga với ước tính có giá trị lên tới 300 tỷ đô la Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2 năm 2022. Phần lớn số tiền này, khoảng 207 tỷ đô la Mỹ, đang được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear, có trụ sở tại Bruxelles, Bỉ. Euroclear ước tính trong 3 quý đầu năm tài chính 2024, các tài sản của Nga này đã tạo ra khoảng 5,4 tỷ đô la Mỹ tiền lãi. Tháng trước, Mỹ đã công bố quyết định sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga để tài trợ cho khoản vay trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Trong tháng 10, các quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cũng hoàn tất khoản cho vay khổng lồ trị giá tới 50 tỷ đô la Mỹ để cung cấp tài chính hỗ trợ cho Ukraine. Theo đó, khoản cho vay này sẽ sử dụng lợi nhuận tích lũy từ các tài sản của Nga hiện đang bị phong tỏa ở phương Tây và Ukraine sẽ không phải trả nợ cho khoản vay trên cho các nước phương Tây. Nga nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng việc tịch thu các tài sản có chủ quyền của nước này là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu hệ thống tài chính toàn cầu. Điện Kremlin trước đó đã nói rằng chính phủ Nga sẽ tiến hành truy tố những cá nhân có liên quan đến việc đánh cắp tài sản nước này. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga đều phải có cơ sở pháp lý đầy đủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga cũng từng đưa ra cảnh báo khi cho rằng các thế lực toàn cầu đang theo dõi sát sao câu chuyện này và tự rút ra kết luận riêng. Theo CNN, Lầu Năm Góc đã đề nghị để Bộ trưởng Lloyd Austin gặp người đồng cấp Trung Quốc Đồng Quân Tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Lào, nhưng Trung Quốc đã không chấp nhận lời đề nghị, nêu lý do là một vụ bán vũ khí gần đây cho Đài Loan Trung Quốc. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói với các phóng viên đi cùng ông Austin tại Lào, ba tuần trước, Mỹ đã chấp nhận bán vũ khí trị giá 2 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan Trung Quốc, bao gồm cả việc cung cấp lần đầu tiên tên lửa đất đối không tiên tiến cho hòn đảo này. Trung Quốc ngay lập tức chỉ trích vụ mua bán, hứa sẽ thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết để bảo vệ chủ quyền của mình. Việc Trung Quốc từ chối cuộc gặp tại Lào diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Peru trong cuộc họp cuối cùng dưới thời chính quyền Biden. Cố vấn an ninh quốc gia Sullivan cho biết cuộc họp là thẳng thắn, mang tính xây dựng và có phạm vi rộng. Nhưng ông Biden sẽ không đóng vai trò là cầu nối giữa chính phủ Trung Quốc và chính quyền của ông Trump sắp tới. Việc từ chối lần này diễn ra sau khi có vẻ như có sự cải thiện trong liên lạc giữa quân đội với quân đội giữa hai nước trong khoảng một năm trở lại đây. Trước đây, khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan Trung Quốc vào năm 2022. Trung Quốc đã cắt đứt một số đường dây liên lạc với Hoa Kỳ, bao gồm cả với các vấn đề quân sự và khí hậu. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Đông Đồng Quân từ chối gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bên lề hội nghị của các lãnh đạo quốc phòng tại Lào là một động thái mà người đứng đầu lầu nắm góc cho là đáng tiếc. Được biết, ông Lloyd Austin đã gặp người đồng cấp Trung Quốc bên lề một hội nghị ở Singapore trước đó trong năm nay, nhắc lại những khác biệt của hai nước về vấn đề Đài Loan Trung Quốc và các vấn đề khác nhưng nhấn mạnh nhu cầu duy trì liên lạc quân sự cởi mở. Với việc ông Donald Trump trở thành tổng thống đắc cử Mỹ, câu hỏi về việc ông sẽ triển khai chính sách đối ngoại của mình như thế nào trong nhiệm kỳ tới đang được dư luận đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, những quyết định bổ nhiệm nhân sự gây tranh cãi gần đây và tuyên bố chấm dứt cuộc xung đột Nga Ukraine bằng một cuộc đàm phán đang khiến nhiều quốc gia châu Âu thấy rằng cần phải nhanh chóng hành động và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng trước khi ông Trump trở lại nhà trắng. Theo đó, trong 8 năm qua, các quan chức lãnh đạo các nước liên minh châu Âu đều công khai thừa nhận sự cần thiết của việc châu Âu phải tự đứng trên đôi chân của mình. Tuy nhiên, họ vẫn thấy mình bị dồn vào chân tường. Nhà báo Martin Sanbu của tờ Financial Times bình luận rằng hiện tại tất cả những sáng kiến táo bạo nhất và tốt nhất về cách làm cho châu Âu vĩ đại trở lại đang sụp đổ vì một câu hỏi đơn giản. Lấy tiền từ đâu để biến giấc mơ thành hiện thực? Trong khi hầu hết các nền kinh tế trong khối đều bị ảnh hưởng bởi suy thoái hoặc thậm chí xa vào khủng hoảng như Đức. Tất nhiên có những câu hỏi lớn cần được giải quyết về ngân sách của Liên minh châu Âu cũng như khoản vay quốc gia và khoản vay chung của khối. Nhưng ngay cả khi không có những thay đổi lớn về ngân sách của khối này, các nước châu Âu và đặc biệt là những nước thuộc EU vẫn có nhiều nguồn lực sẵn có hơn là những gì họ nhìn thấy. Nhà phân tích Martin Sanbu cho rằng, trong gần 6 tháng, Liên minh châu Âu đã cố gắng đồng ý hỗ trợ Ukraine với số tiền 50 tỷ euro và gom góp mọi nguồn lực để làm được điều này. Thế nhưng ông tin rằng có nhiều cách đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Theo đó, nhà phân tích người Na Uy nêu sáng kiến chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu tịch thu ngay khoảng 300 tỷ euro tài sản của Nga đang bị đóng băng ở các ngân hàng phương Tây hay sao. Hãy đưa một phần số tiền cho Ukraine và sử dụng phần còn lại cho sự tăng trưởng và phát triển của chính châu Âu. Ông khuyên rằng nếu muốn trưởng thành và độc lập hơn trước Mỹ, châu Âu sẽ phải làm được điều này. Rõ ràng tất cả những điều này đều phụ thuộc vào ý chí chính trị của ban lãnh đạo khối và cá nhân các nhà lãnh đạo từng nước. Theo ông, các chính phủ phương Tây đã nhiều lần cam kết sẽ giữ lại nguồn dự trữ cho đến khi Moscow bồi thường cho Kiev về thiệt hại. Vì vậy, ông Sanbu tin tưởng rằng việc thu hồi tài sản của Nga, chuyển một phần cho Ukraine, phần còn lại bù đắp cho các khoản viện trợ trước đó của EU cho Kiev sẽ đơn giản là một biện pháp để thực hiện nghĩa vụ đó một cách nhanh hơn. Theo nhà phân tích của Financial Times, phải có một sự thay đổi lớn về mặt tinh thần và nhận thức và hành động thì ý tưởng tái cân bằng nền kinh tế châu Âu mới trở thành hiện thực. Và nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo EU hiện nay là thúc đẩy quá trình này được triển khai vì chính lợi ích của châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times vừa qua, Ngoại trưởng Estonia Markus Tosana khẳng định việc kết nạp Ukraine vào tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ đảm bảo an ninh tốt nhất cho quốc gia đồng hồ này. Nếu ông Trump phản đối, EU sẽ phải vào cuộc và triển khai quân đội sau khi xung đột kết thúc. Theo ông Tosana, đã có nhiều cuộc trao đổi và liên lạc giữa những nước ủng hộ Kyiv sau khi ông Trump tái đắc cơ tổng thống Mỹ và xét đến những tổn thất gần đây của quân đội Ukraine ở tiền tuyến Ngoại trưởng Estonia cũng thừa nhận sẽ rất phức tạp để EU cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine nếu không có sự hậu thuẫn của Mỹ. Ông cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi NATO, viện dẫn các lợi ích chính trị và kinh tế của xứ sở cờ hoa. Song song với đó, Ngoại trưởng Estonia cũng đã hối thúc các quốc gia EU tăng cường năng lực trong ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Ông tuyên bố Ukraine hiện được coi là tuyến phòng thủ đầu tiên của NATO, vì vậy cấu trúc an ninh của EU có thể được định hình lại trong những tháng tới, chứ không phải chỉ là số phận của Kiev. Được biết, Estonia là nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và liên tục kêu gọi các biện pháp ngày càng cứng rắn hơn đối với Moscow. Quốc gia này đã hỗ trợ hơn 565 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, tương đương khoảng 1,4% GDP của đất nước. Hồi tháng 6 năm nay, Thủ tướng Estonia, Kaja Kallas, cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để Ukraine gia nhập NATO. Cụ thể khi bà Kallas được hỏi rằng Estonia có kế hoạch B nào không trong trường hợp Ukraine thất bại trong cuộc xung đột với Nga, Bà Kalash đã trả lời, chúng tôi không có kế hoạch B nào cho chiến thắng của Nga. Khi đó chúng tôi sẽ ngừng tập trung một kế hoạch A, ám chỉ việc viện trợ cho Ukraine. Bà Kalash nói thêm rằng, chúng ta không nên đầu hàng trước sự bi quan. Chiến thắng ở Ukraine không chỉ là về lãnh thổ, nếu Ukraine gia nhập NATO, ngay cả khi không có một số lãnh thổ thì đó cũng là một chiến thắng vì nước này sẽ được đặt dưới sự bảo trợ của NATO. Chưa dừng lại đó, khi Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, ông Hanno Peku, Hồi đầu tháng 10 năm nay cũng cho biết, chính phủ nước này đã xem xét khả năng cử binh sĩ tới miền Tây Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ phi chiến đấu. Cùng với tiết lộ nêu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cũng nhấn mạnh rằng quyết định gửi quân đến Ukraine phải được thống nhất giữa các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời cần tính đến tất cả các chi tiết trong các biện pháp bảo vệ đội ngũ như hậu cần. Vừa qua, tại quốc gia cơ đã ghi nhận cuộc tấn công của Nga nhằm vào vị trí phòng thủ của lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 95. Được biết, Bộ Chỉ huy Nga đã cử lực lượng thủy quân lục chiến của họ từ lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 810 để chiến đấu với lực lượng tính dụ Ukraine. Theo đó, Nga cố gắng đột phá trận địa bằng cách sử dụng số lượng lớn xe bọc thép ZETS Akhmar. Tuy nhiên, do bị phát hiện từ xa, binh sĩ Ukraine đã tổ chức phòng thủ và phá hủy từ sớm một số phương tiện, ngăn chặn đoàn xe và buộc quân đội Nga phải rút lui. Lực lượng bộ binh Nga sau đó bị truy kích với sự hỗ trợ của nhiều loại máy bay không người lái tấn công. Đại diện quân đội Ukraine cho biết, binh sĩ tiếp tục giữ vững trận địa của mình. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 của Nga gần đây đã phải chịu thiệt hại. Trong đó, cuộc tấn công thứ hai diễn ra nhằm vào vị trí chân giữ của tiểu đoàn xung kích biệt động 225. Bộ chỉ huy Nga đã cử lực lượng bộ binh xung kích trên những chiếc ATV mà không có sự hỗ trợ nào từ xe bọc thép. Bộ binh cơ giới Ukraine sau khi phát hiện đã quyết định ngăn chặn cuộc tấn công này chỉ với sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV. Chúng đã đuổi kịp những chiếc ATV và chiếc kích quân đội Nga. Cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Nga được tổ chức nhằm vào vị trí của lực lượng lính dù Ukraine gần khu định cư Mariupol, trong khi làn sóng thứ hai nhằm vào lữ đoàn 225 gần La Zhezniykliv. Cần nhấn mạnh thành công của Ukraine bắt nguồn từ việc UAV trinh sát đã phát hiện trước nhóm tấn công của nga. Điều này giúp những người điều khiển máy bay không người lái FPV giai đoạn một cách chính xác theo tốc độ sẵn có. Bộ Quốc phòng Anh cách đây không lâu đã đánh giá quân đội Nga đang ngày càng dựa vào những phương tiện nhẹ và nhanh như xe địa hình ATV và xe máy để đưa quân đội ra tiền tuyến, chính xác các vị trí của Ukraine và thực hiện tấn công. Trong khi đó, một chỉ huy người Ukraine chia sẻ với Business Insider rằng thay đổi về phương tiện vận chuyển dường như cũng đóng góp phần chuyển biến tốc độ tấn công của Nga. Quân đội Nga sử dụng xe ATV và xe máy để tấn công theo nhóm nhỏ vài ngày một lần nhằm tìm ra điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Ngoài ra, tờ Business Insider của Mỹ cũng cho biết, về phần Ukraine, quân đội nước này đã vận hành xe ATV ngay từ tháng 4 năm 2022 để phục kích lực lượng Nga. Gần 2 năm sau, vào tháng 2 năm nay, binh sĩ Ukraine xác nhận Nga bắt đầu sử dụng xe ATV cơ động hơn xe bánh xích và khó bán chúng hơn.